yêu nhau rồi nổi ngoài như nhau. Em bảo quê anh là quê mẹ, anh bảo quê em là quê cha. Yêu nhau rồi hai quê là một, thương nhau rồi nổi ngoại như
nhất trai nàng anh công tử chịu chơi. Những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn châu bò năm thì đâu xa chuyện tôn hào vất vả. 500 mộng đi khắp thế gian trời, 600 mộng ta vẫn cứ dòng trời. Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Lại 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 em ơi bảo lại. Ôi trời ơi, làm gì mà cứ nãy giờ em cứ đi vòng vòng thế nào ấy. Anh rượt theo em ở cả hơi tài. Gấp hổ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì vậy. Thôi bảo em mình nãy giờ đùa với em đấy. Anh công tử Bạc Liêu chính cống đây nè. Trời ơi, những trai làng anh công tử hào hoa, những gái quê em quê kết con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lắm. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh những làng trong con em những làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang, thank you.
báo cáo với hai cụ, với ông các bác anh các chị hai hỏi này. Cháu Phan Ngọc Sang cùng với cháu Nguyễn Đồng Nhung cũng kết bạn thời gian cũng chưa nhiều, cũng không phải. Thế thì các cháu cũng đã tìm hiểu rất kỹ về hoàn cảnh gia đình của mình, các cháu bây giờ thì hai đứa là cũng thử thách về cái đức độ của nhau. Đến nay cũng đã 91, các cháu là xây dựng gia đình sống trong năm hạnh phúc đến là trọn đời. Thế thì hôm nay cũng là ngày báo cáo với hai cụ và các bác là ngày tốt giờ tốt, gia đình nhà trai có cơ giàu nên xin cháu về làm dâu và cũng là dòng họ của Phan Đại Tổng để báo cáo với các cụ và các bác. Để kính chúc tất cả quý vị kính mến. Tức là hôm nay là ngày đón sinh dâu và tôi đại diện cho họ nhà gái xin có lời chào mừng nồng nhiệt nhất và lời cảm ơn chân thành nhất với họ hàng và gia đình nhà trai đã cùng kết hợp với họ hàng và gia đình nhà gái tổ chức lễ cưới cho con em chúng ta thật chu đáo và tươi vui. Và sau đây tôi xin nói lại quy trình tức ngày 21 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Cháu Nhung và cháu trai đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn tại Ủy ban Tài chính quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và hôm nay ngày 11 tháng Giêng năm Canh Tý, chúng ta tổ chức lễ cưới cho con em chúng ta. Và trước khi ra phòng cưới, tôi xin phép gia đình và họ hàng nhà trai để cô dâu và chú rể sang lễ gia tiên bên nhà bên. Xin mời. Nói một điều lấy anh đi để thôi đường về cô liêu, bên nhau sớm chiều thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh, người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi chưa bao giờ muốn sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì trong ấy em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I đi em còn chờ gì? Hôm em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Cần có đâu đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì trong ấy em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là
theo đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Chỉ cần có nhau. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo.
chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Mình giữ nhau thật chắc nhé, nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng rơi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Hiểu sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc mừng các anh họ, chúc
cho cô dâu chú rể của chúng ta trăm năm tình viên mãn, ban đầu nghĩa vụ thê. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, ánh đèn lung linh trong môn trường đã được đắp đi để nhường lại cho sự lan tỏa của tình yêu và hạnh phúc. Vâng, giây phút tuyệt vời nhất trong ngày vui hôm nay đã điểm. Ngay sau đây, xin toàn thể quý vị cùng hướng sự tập trung lên sân khấu và dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chương trình hôn lễ của chú rể, cô dâu xin phép được bắt đầu. Thank you.
thể quý vị khách quý đã dành thời gian cũng như tình cảm thật yêu mến đến tham dự bữa tiệc thân mật chung vui cùng với hai bên gia đình và mừng hạnh phúc cho chú rể Phan Sang, sanh duyên của cô dâu Hồng Nhung được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Premium ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Vĩnh Long thay mặt cho bên gia đình cùng cô dâu và chú rể xin được gửi tới toàn thể quý vị để kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị vừa lắng nghe giọng hát ngọt ngào như lời tâm tình gửi trao cho nhau của cặp song ca chú rể Phan Sang và cô dâu Hồng Nhung. Đây thật sự là một kỷ niệm đẹp, là dấu ấn tình yêu sâu đậm, ghi lại khoảnh khắc lãng mạn của cô dâu và chú rể trong ngày đầu tiên họ chính thức nên vợ thành chồng. Xin quý vị dành tặng cho hai gương mặt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay, chú rể Phan Sang và cô dâu Hồng Nhung, một tràng pháo tay thật rộn rã thừa toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, chú rể Phan Sang và cô dâu Hồng Nhung có được ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay không thể không nhắc đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của các bậc làm cha, làm mẹ. Và trong không khí trang trọng này cũng là để đáp lại tình tình thương mến của toàn thể quý vị. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời các ông bà đại diện hai bên gia đình sẽ cùng lên sân khấu để ra mắt và có những lời cảm ơn gửi tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Sẽ đại diện cho bên gia đình phát biểu, xin trân trọng kính mời lên sân khấu. Kính thưa các cụ, ông, các bà, các bác, anh, các chị, vợ, nhà gái, thay mặt cho họ nhà trai, lời đầu tiên, họ nhà trai xin gửi lời chúc sức khỏe đến các cụ, ông, các bà, các bác, anh, các chị, năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc an khang và thịnh vượng. Năm mới có nhiều niềm vui mới. Thay mặt cho gia đình nhà trai cũng xin chân thành cảm ơn nhà gái đón tiếp nhà trai rất là long trọng và trọng thị, cũng không biết nói nhiều đấy. Chúc hai họ hôm nay tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Hồng Dung và cháu Phan Ngọc Khang lên vợ lên chồng. Hai họ chung vui để chúc phúc cho hai cháu viên mãn căn năm cháu đến trời và thăng long. Một lần nữa thay mặt cho nhà trai xin chân thành cảm ơn họ nhà gái đã đón tiếp họ nhà trai trọng thị và chu đáo, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu rất chân tình của ông cũng như những tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu để cùng chứng kiến những giây phút thiêng liêng và trọng đại nhất của cô dâu và chú rể. Xin mời hai chị cùng trao về nhau vòng nhẫn cưới. Kính thưa quý vị, mỗi cặp nhẫn cưới là chiếc vòng tròn bảo vệ phúc lứa đôi, là kỷ vật thiêng liêng gắn kết cuộc đời của cô dâu và chú rể. Kể từ ngày hôm nay, chú rể Phan Sang và cô dâu Hồng Nhung đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Chúng ta cùng cầu chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể và những tràng pháo tay thật lớn cho quý vị. Vâng, và để tình yêu của đôi đường thêm phần ngọt ngào hơn thì ngay bây giờ xin mời hai chị cùng bước đến tháp bánh cưới để cùng chung tay chia bỏ sẻ bùi, chung tay các chiếc bánh cưới ngọt ngào trong ngày trọng đại. Xin mời. Vâng, và tiếp theo đây xin mời hai chị cùng bước đến đôi thiên tài
hạnh phúc, để cùng đắp đầy cho tình yêu và khơi nguồn cho niềm yêu thương trong cuộc sống. Quý vị thân mến, có một vị triết gia đã từng nói, hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà đó là một hành trình dài. Kể từ ngày hôm nay, chú rể Phan Sang và Mơ Tơ Hồng Nhung, họ sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình mới. Chúng ta cùng cầu chúc hành trình của cô dâu và chú rể, con đường tình yêu của họ luôn trải thật nhiều hoa hồng. Và trong giây phút hạnh phúc này thì tôi rất mong toàn thể quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn và thật lớn hơn nữa để cùng cầu chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị vừa chứng kiến những giây phút thật tuyệt vời của cô dâu và chú rể, và ngay sau đây anh chị sẽ cùng nâng lên đại diện đôi bên những ly rượu hồng và trao cho nhau những ly rượu ngọt ngào hạnh phúc. Và tôi cũng xin mời các tiểu vị hãy xong đầy những ly rượu của mình để cùng chúng ta ngồi tiếp tục nâng ly chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời ạ. Mời quan thể quý vị hai bên gia đình hãy nâng thật cao nhất chiếc ly của mình và đón thật lớn cùng chúng tôi bốn từ chúc mừng hạnh phúc để gửi tặng cô dâu và chú rể những ngày vui hôm nay. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Dạ, tôi nghe vẫn hơi nhỏ đấy ạ. Quý vị có thể nói lớn hơn nữa được không ạ? Và quý vị đã sẵn sàng chưa? Vui hôm nay trong niềm hạnh phúc này thì bà nội của cô dâu có món quà dành tặng cho anh cháu của mình, xin trân trọng kính mời. Bền chặt thân thiết. Cũng xin kính chúc toàn thể quý vị khách quý trong cuộc sống luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Không biết nói gì hơn, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn. Chia nhau tình yêu còn mãi niềm tin bên nhau
dâu tát bên đông cung cạn hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Trắng thay đen anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi không bao giờ gian dối lọc lừa em. Chẳng sợ điều gian khổ xeo leo anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Trắng thay đen anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi không bao giờ gian dối lọc lừa em. Sợ điều gian khổ xeo leo anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Đầu tiên của bác đại biểu đại diện cho đôi bên gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái đã chính thức bắt tay nhau và cùng tiến bước trở vào về bên trong môn trường cưới của gia đình họ nhà trai trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời người mẹ thân sinh ra chú rể Phan Sang sẽ cùng hướng dẫn cho hai con của mình trở vào phía bên trong nhà để cùng chính thức thắp hương và yết sa tiên cùng con nén lên thơm kính cáo với tổ tiên. Ngày hôm nay đây chính là ngày lành tháng tốt mà đôi bên gia đình chúng tôi đã vun vén và tắt thơm.
với nhân duyên tuyệt đẹp của đôi bạn trẻ. Xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị sẽ cùng trở vào gia đình chúng tôi, cùng lựa chọn cho mình những chỗ ngồi tuyệt vời nhất để cùng với gia đình chúng tôi cùng nghỉ ngơi một ít phút, cùng uống nước, cùng mời chào, cùng chào đón sự hiện diện trở về phía trung tâm sân khấu của đôi tân lang tân gia nhân trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các quý vị khách quý đang có mặt tại tư gia gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lời đầu tiên thì cho phép đoàn tổ chức chúng tôi xin được gửi tới toàn thể các quý vị với một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, và ngày hôm nay thì cho phép ban tổ chức chúng tôi được đứng sau bức màn hạnh phúc của tư gia gia đình họ nhà trai, được thay lời cho gia đình, đỡ lời cho chú rể Phan Sang và cô dâu Hồng Nhung. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện và tình cảm của toàn thể các quý vị khách quý đã cùng một chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng trở về đây với gia đình chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay, cùng với gia đình chúng tôi cùng chung vui, cùng uống nước mời chầu và cùng chia sẻ những lời chúc mừng tuyệt vời nhất trong chương trình tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Phan Sang và Hồng Nhung. Kính chúc toàn thể các quý vị, và giờ phút này đây thì ban tổ chức chúng tôi cũng như toàn thể các quý vị đang có mặt tại đây, chúng ta cùng có mặt với nhau trong một ngày đầu xuân năm mới để cùng gửi tới nhau với những lời chúc mừng năm mới, gia đình sẽ luôn an khang và thịnh vượng, cũng như hơn thế nữa để cùng gửi tặng tới đôi bạn trẻ Phan Sang và Hồng Nhung với những lời chúc mừng hạnh phúc tuyệt vời nhất trong chương trình đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Và giờ phút này đây thì tình cảm của toàn thể các quý vị dành tặng cho gia đình chúng tôi đó chính là một niềm vinh hạnh rất lớn, không biết nói gì hơn thay lời cho chú rể và cô dâu. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, trước khi bước vào nghi lễ chính của chương trình tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Phan Sang và Hồng Nhung thì cho phép ban tổ chức chúng tôi xin phép được tóm tắt qua câu chuyện tình yêu của họ. Kính thưa quý vị, trên bước đường học tập và công tác cũng như đi tìm một nửa hạnh phúc lứa đôi thì chú rể Phan Sang của ban tổ chức chúng tôi đây, anh đã vô tình bắt gặp cô dâu Hồng Nhung. Và anh nhận thấy rằng ở cô dâu Hồng Nhung có một nét đẹp về tâm hồn cũng như có một sự đồng điệu của hai trái tim. Và anh nhận ra rằng cô gái ấy phải là của anh và phải thuộc về anh. Cũng chính vì vậy mà anh đã về thưa chuyện với đôi bên gia đình. Và ngày hôm nay đây, được sự đồng ý nhất trí và tác hợp của đôi bên gia đình cũng như được sự đồng ý nhất trí và tác hợp của chính quyền địa phương, tại tư gia gia đình họ nhà trai chúng tôi đang long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ dưới sự chứng kiến rất đông đủ, sự hiện diện của toàn thể các quý vị đang có mặt tại đây. Và sau đây, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ cùng đứng lên để cùng cúi đầu kính chào toàn thể các quý vị đang có mặt tại hôn trường. Và ban tổ chức chúng tôi xin phép được chính thức tuyên bố chương trình buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Phan Sang và Hồng Nhung xin phép được chính thức bắt đầu. Xin chân trọng cảm ơn những trò tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Xin mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ cùng trở về vị trí ngồi của mình ạ. Kính thưa toàn thể các quý vị, có một câu thơ viết như thế này ạ: yêu anh nhé, mình cùng chung mộng, hạnh phúc này sẽ rộng bao la, về đây chung một mái nhà, chung câu hẹn ước lời ca tỏ tình. Và kể từ ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ Phan Sang và Hồng Nhung, họ đã chính thức chung một mái nhà và chung một lời nguyện ước trăm năm. Dưới sự chứng kiến và tác hợp của toàn thể các quý vị thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được kính chúc cho đôi bạn trẻ sẽ trăm năm tình viên mãn và bạc đầu nghĩa phu thê. Và sau đây, để thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất từ phía gia đình chúng tôi, xin trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng nghỉ ngơi, cùng uống nước, cùng mời chầu trước khi bước vào chương trình chính của buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ. Xin kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe với một ca khúc được mang tên Khách đến chơi nhà thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mấy khi khách đến chơi nhà
rót lời hắn xuống chén trà mời nhau, rót lời hắn xuống chén trà mời nhau. Để anh rơi một miếng cho tôi rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Sao em đừng hát hay, sao em đừng nề nã, đừng áo tứ thân, đừng khăn bỏ qua, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Cho thương anh vẫn ngập ngừng để người dưng, nhớ người dưng thế này. Sao miếng trầu đừng cay, ra chén trà đừng chát, sao ngày quan đừng hát thì rồi hơi anh lại phải lòng để bây giờ ra ngõ ôm mấy trông ra ngõ mà chờ. Hắn xuống trên trà mời nhau, rót lời hắn xuống trên trà mời nhau. Để anh rơi một miếng cho tôi rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Sao em đừng hát hay, sao em đừng nề nã, đừng áo tứ thân, đừng khăn mỏ qua, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Cho thương anh vẫn ngập ngừng để người dưng, nhớ người dưng thế này. Sao miếng trầu đừng cay, ra chén trà đừng chát, sao người ngoan đừng hát thì rồi hỡi anh lại phải lòng để bây giờ ra ngõ ôm mấy trông ra ngõ mà chờ. Khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà. Tình đang đang tình 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 đang tình đang tình đang tình đang đang tình 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 đang tình đang đang tình. Vâng, xin được cảm ơn sự lắng nghe và chia sẻ một tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Mà kính chúc toàn thể các quý vị và các khúc khách đến chơi nhà đó cũng chính là một lời cảm ơn từ phía gia đình chúng tôi, cũng như từ phía chú rể và cô dâu xin được gửi tới toàn thể các quý vị trong ngày hôm nay. Và kính chúc toàn thể các quý vị, và sau đây để đến với những nghi lễ chính đầu tiên, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện trở về phía trung tâm sân khấu của bác đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Ngày hôm nay bác sẽ thay mặt cho gia đình có đôi lời gửi tới gia đình họ nhà trai, cũng như chính thức chào cô dâu Hồng Nhung cho gia đình họ nhà trai để làm dâu con. Xin mời những lời ý kiến của bác. Kính mời quý vị nổ cho tay thật đông nhiệt để chào đón đại biểu gia đình họ nhà gái ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chào các cụ, các ông, các bà và toàn thể gia đình họ nhà trai cũng như họ nhà gái. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng ta đã tổ chức cho đám cưới cho cháu Sang và cháu Hồng Nhung. Chúng tôi rất là vinh dự được thay mặt nhà gái đến đây cùng với lại bố của cháu Hồng Nhung cũng như các cô dì chú bác anh em họ nhà gái đưa cháu về, cháu Hồng Nhung về với gia đình nhà trai. Mặc dù là cháu Hồng Nhung thì cũng đã lớn nhưng mà chắc chắn là cũng còn nhiều cái điều chưa thể biết được hết. Rất là mong được trong cái quá trình đến sinh hoạt với gia đình nhà trai thì mong các cụ, các ông, các bà chỉ bảo cho cháu. Nhân đây, nhân dịp đầu năm mới Canh Tí và cuộc vui của các cháu, xin chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, các vị
cả hai họ năm mới luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Chúng tôi rất là cảm động đã được gia đình họ nhà trai đón tiếp rất là trọng thị. Vậy thì hết ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, và đó chính là những lời ý kiến phát biểu tuy ngắn gọn nhưng xúc tích và mang đầy đủ ý nghĩa của bác đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái đã gửi tới toàn thể các quý vị cũng như phái đoàn quan viên gia đình họ nhà trai trong ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi cũng không quên kính chúc bác và gia đình sẽ luôn luôn mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Và kính thưa toàn thể các quý vị, mà sau đây cho phép ban tổ chức chúng tôi vẫn xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị sẽ cùng tiếp tục cùng uống nước, cùng mời trầu và cùng đến với chương trình ca nhạc với giọng hát từ những người thân trong gia đình. Qua giọng hát của anh Minh Chính, anh sẽ có một ca khúc tuyệt vời nhất để cùng trở về thay cho những lời chúc phúc tuyệt vời gửi tặng tới chú rể Văn Sao và cô dâu Hồng Nhung trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng thưởng thức và lắng nghe với giọng hát của anh Minh Chính ạ. Và sau đây, để tiếp tục chương trình văn nghệ dành cho buổi chiều ngày hôm nay, Minh Chính sẽ gửi tới một bài hát được mang tên Điệu Ví Dặm Là Em. Thank you.
viết bài ca tặng em ngày đầu gặp anh. Bởi chia xa không nói được nên ơi, nhưng điều vì theo anh về mãi mãi, anh cứ mơ hoài. Điều vì rằng là em, anh cứ mơ hoài. Xin trân trọng cảm ơn giọng hát của anh Minh Chính rất nhiều. Ca khúc của anh đã thay cho những lời chúc mừng tuyệt vời và tốt đẹp nhất gửi tặng tới chú rể Phan Sao và cô dâu Hồng Nhung trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể các quý vị, để liên tục chương trình với những nghi lễ chính, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ cùng đứng lên để cùng đón nhận những món quà tới từ những người thân trong gia đình sẽ cùng trở về trao tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Xin mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ cùng trở về phía trung tâm sân khấu. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời món quà của cha mẹ của chú rể sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu để cùng trao tặng cho hai em trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các quý vị, nuôi con vất vả bao tháng ngày, ngày hôm nay con đã khôn lớn, chính thức xây dựng cuộc sống gia đình và nên vợ thành chồng. Cha mẹ không có gì nhiều ngoài những món quà nhỏ nhỏ để trao tặng cho hai con. Hy vọng rằng những món quà này đó chính là những nền móng, những viên gạch đầu tiên để các con cùng nhau bước vào cuộc sống gia đình, xây dựng một gia đình ngày một vững mạnh và phát triển hơn. Cảm ơn và kính mời cha mẹ sẽ cùng trao quà cho các con của mình trong ngày hôm nay ạ. Trở về với trung tâm sân khấu để có những món quà để cùng trao tặng cho đôi bạn trẻ Phan Sang và Hồng Nhung trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trọng kính mời. Để các quý vị và ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn món quà tình cảm của cô Nhung rất nhiều. Ngày hôm nay cô đã cùng trở về đây để trao tặng cho đôi bạn trẻ thay như cho những lời chúc mừng ngày phúc tuyệt vời và tốt đẹp nhất. Xin được kính chúc cô và gia đình sẽ luôn luôn mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Kính thưa toàn thể các quý vị và lên tổ chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời món quà tới từ bà Nga sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu để cùng trao tặng cho chú rể Văn Song và cô dâu Hồng Nhung trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bà. Để chúc mừng cho những món quà mà ngày hôm nay đôi bạn trẻ Phan Song và Hồng Nhung đã được đón nhận từ phía đôi bên gia đình trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể các quý vị, để thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất thì sau đây cho phép ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ cùng đi xuống từng bàn để cùng chính thức mời nước, mời thuốc, mời trầu tới toàn thể các quý vị đã cùng bước trước thời gian trở về chung vui và chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Cơn
cơn gió thổi bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vườn thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng bao ước mơ. Mơ ôm em trong tay đêm nghe thì thào, trong bóng tối về làm chiếc bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ong thôi là mật, đến khi loài chim quên lối bay. Mơ bên trong tay đêm nghe thì thào, cho bóng tối về làm chiêm bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ong thôi là mật, đến khi loài chim quên lối bay. Mơ ôm em trong tay đêm nghe thì thào, cho bóng tối về làm chiêm bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Cảm ơn toàn thể các quý vị rất nhiều. Và sau đây thì cho phép bạn đứng trước chúng tôi, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ cùng trở về vị trí ngồi của mình, để bạn đứng trước chúng tôi xin phép được quay trở lại những nghi lễ chính của chương trình tổ chức buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể các quý vị, và ngày hôm nay khi cô dâu Hồng Nhung trở về với tư gia gia đình họ nhà trai để làm dâu con trong gia đình, thì những người thân trong gia đình của cô dâu có căn dặn con gái của mình như thế này ạ. Con à, phải nhớ nghe không, phải luôn yêu quý nhà chồng đó con. Mẹ chồng cũng là mẹ ta, và anh em chồng cũng chính là người thân. Và với những lời căn dặn tâm huyết và vàng ngọc ấy, thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được kính chúc cho gia đình họ nhà trai kể từ ngày hôm nay sẽ có một người con dâu nết na và hiền dịu, cũng như chú rể Phan Sang của ban tổ chức chúng tôi đây, anh sẽ có một người vợ xinh đẹp và đảm đang. Và kính thưa toàn thể các quý vị, nhà gái đã phát biểu rồi, tiếp theo đáp lễ xin mời nhà trai. Và sau đây thì ban tổ chức chúng tôi lại xin được dành một giây phút trang trọng để kính mời trở về phía trung tâm sân khấu với sự hiện diện của bác đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Bác sẽ có đôi lời chính thức đón nhận cô dâu Hồng Nhung là dâu con của gia đình, cũng như chính thức trao chú rể Phan Sang cho gia đình họ nhà gái để làm rể thảo. Xin trân trọng kính mời sự hiện diện của bác ạ. Kính mời quý vị nổ cho tay thật nồng nhiệt để chào đón bác đại biểu gia đình họ nhà trai ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị, họ nhà gái cũng như họ trai. Lời đầu tiên, thay mặt cho họ nhà trai xin kính chúc hai họ năm mới có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Năm mới Canh Tí có nhiều điều mới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin báo cáo với hai họ.
Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2020, tức là ngày 11 tháng Giêng năm Canh Tý. Gia đình nhà trai chọn ngày tốt, giờ tốt, tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Phan Ngọc Sang và Nguyễn Thị Hồng Nhung. Ngày vui của hai cháu cũng là hạnh phúc của các cháu. Thay mặt cho họ nhà trai cũng xin chân thành cảm ơn hai họ, nhất là họ nhà gái, không quản ngại đường xá xa xôi, nhất là thời tiết hôm nay cũng không được thuận lợi lắm, đã đưa cháu con về làm dâu họ của gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn hai họ. Sự có mặt hiện diện của hai họ là nguồn động viên cổ vũ các cháu xây dựng tổ ấm gia đình sống trọn vẹn một cách trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể các quý vị, và đó chính là những lời ý kiến phát biểu của bác đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Và kể từ ngày hôm nay, sau những lời ý kiến phát biểu của hai bác đại biểu đại diện cho đôi bên gia đình chính thức trao dâu và nhận rể, thì đôi bên gia đình chúng tôi đã kết một mối tình thông gia, sẽ mãi mãi keo sơn và đời đời gắn bó. Và ngày hôm nay, trong một ngày đầu xuân năm mới, quý vị đã dành tặng cho gia đình chúng tôi với những trái tim ấm nồng để cùng có mặt tại đây, để cùng với gia đình chúng tôi chung vui, chứng kiến và chúc mừng trong chương trình buổi lễ thành hôn của chú rể Phan Sang và cô dâu Hồng Nhung. Đó chính là một niềm hạnh phúc lớn lao dành tặng cho gia đình chúng tôi. Thay lời cho gia đình, đỡ lời cho chú rể và cô dâu, một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm tạ tình cảm của toàn thể các quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể các quý vị, ngày hôm nay với những nghi lễ, với những chương trình của buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Phan Sang và Hồng Nhung đã chính thức hoàn tất, thì cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được kính chúc cho toàn thể các quý vị bước vào một mùa xuân năm mới Canh Tý 2020, gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được kính chúc cho gia đình họ nhà gái sau chương trình buổi lễ thành hôn ra về được thượng lộ bình an. Và giờ phút này đây, xin mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ cùng tiến ra phía bên ngoài cánh cổng hoài phúc để có những lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới toàn thể các quý vị. Ban tổ chức chúng tôi xin phép được chính thức khép lại chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Phan Sang và cô dâu Hồng Nhung. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị ra về thượng lộ bình an. Là tia nắng ân nắng ân, lòng co lúng là hạt sương rơi âm thầm.
tình